Xin chào toàn thể các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Hôm nay thì em đang ở 83 Mậu Lương, Kiến Lương, Hà Đông, Hà Nội, ở quán đặc sản chó mèo đủ món, bún thịt chó. Cứ đây quán nhậu là em lại thích rồi, bởi vì đây đúng là sở trường của em. Thì hôm nay thì em có một cái công trình, đó là một phòng hát của bác chủ, anh Tám. Bác bán đồ ăn lẩu chó, lẩu mèo đủ các món, nhưng mà bác đang thiết kế thêm một phòng phòng hát karaoke ở bên trên tầng này để cho anh em sau khi là ăn nhậu ở dưới thì có thể lên để giải trí, cũng như là một phòng để tổ chức những bữa liên hoan sự kiện dành cho anh em bạn bè giao lưu. Đây bác làm thêm ở trên tầng 3 đây, và bây giờ thì em sẽ đi vào để quay cái cấu hình của bác đang thiết kế cũng như là anh em nội thất đang làm ở trên tầng 3 của nhà anh Tám nhé. Vâng, giờ thì bọn em đã đến nơi và đang tính để bố trí góc cho loa nhà anh. Vừa chuyển đồ được lên xong các bạn nhé. Anh em nội thất vừa đang làm đốt. Chưa hoàn thiện xong cái mảng này. Rồi thì em đã treo xong loa, thì anh em đang làm thử máy. Đây, bố trí loa đây. Số 2 anh em ơi.
thì súp em sẽ để ở tận đây, để ở vị trí này. Tủ máy em sẽ để ở góc kia. Giới thiệu sơ qua cho các bác nhé. Nhà anh ấy dùng hai đôi JBL 20KP2012 và một súp hơi của DK Pat Văn Kinh Pat 50. Mở tủ máy ra giới thiệu sơ qua. Cô em đang đóng dây rồi các bác. Máy khóa chất các bạn. Đây anh ấy dùng một chiếc quản lý nguồn này của DB Acoustic 102 Pro và một chiếc mic mang thương hiệu của DB Acoustic DB 550 Plus và một chiếc vang số S800. Tủ máy này full combo của DB nhé các bác nhé. Và một cục đẩy hai kênh này sẽ đánh súp, chụp kênh và đánh súp D2008 cho công suất được 800W một kênh. Và cục đẩy 4 kênh ở dưới là DB Acoustic 4.10 cho 1000W một kênh. Đó, thì đánh 4 con full, 4 kênh này sẽ đánh 4 con full nhé các bác nhé. Đó. Bây giờ em sẽ đi vào chuẩn bị máy móc để làm cho anh ấy. Làm xong thì chắc là nội thất với cả cho bàn ghế vào xong. Cái lắp cửa em cũng phải đi qua một lần nữa để tút tát lại cho anh ấy. Anh dùng cây vịt KTV. Cái này vẫn chưa xong. Thì anh em vừa lắp đồ lên xong và đang chuẩn bị máy móc để setup. Phòng của chú ấy tầm khoảng 30m2. Thì cấu hình chú ấy chọn thì chú ấy lấy hai cặp loa JBL hàng bãi xịn nhé các bác nhá. Có model là KP2012 với giá tiền là 18 triệu đồng một đôi. Và chú dùng một chiếc súp của DB Acoustic Bass 50 với giá tiền là 10 triệu 500 ngàn đồng. Đó. Và tủ máy thì em sẽ đi gần cho các bác cùng xem tủ máy nha chú ấy. Tủ máy thì chú ấy lấy một chiếc quản lý nguồn 102 Pro này đó, và một chiếc đầu Việt KTV và một bộ mic DB Acoustic 500 Plus nha các bác nhá, với giá tiền là 4.800.000 đồng và một chiếc vang số cao cấp mang thương hiệu của DB Acoustic S800 giá tiền là 8.600.000 này. Và một cục đẩy hai kênh để đánh riêng một mình con súp kia thôi nha các bác nhá. D2008, có model là D2008 với giá tiền là 6.700.000 đồng. Và một cục đẩy công suất 4 kênh chạy mạch Class H cho ra công suất 4 kênh là 1000W. Có model là DB 4.10 mang thương hiệu trên DB Acoustic. Bây giờ em sẽ quay cho các bác xem cách bố trí loa của em. Thì bây giờ em sẽ đi vào setup. Setup xong em sẽ gửi cho các bác những bản nhạc để cho các bác cùng thưởng thức và tham khảo cấu hình bộ dàn nhà chú 8 nhé các bác nhé. Đây, chú đây, chú đang làm mạng, hai chú chó thì đang ấy mạng. Anh em vừa treo đồ xong thì phải lên phải giới thiệu cho các bác xem được cấu hình nhà chú ý. Ok, có mạng rồi. Vâng ạ.